Chào. Chào. Xin chào Long Nhỏ Channel. Bạn có thể giới thiệu về căn nhà của bạn được không? Căn nhà này là nhà trời, tên là cốt vũ khí của ninja. Nhà này là làm từ những cái lá dừa xếp thành hai cái trái tim hai bên và có chiều hai cái chậu cây. Đó. Có phần đây, có phần dưới nữa. Phần trên nhà là ninja ở đúng không? Rồi còn phần nhà sàn ở dưới nhà này để làm gì? Mực ở, con chó của mình ở. Rồi ok, rồi bạn có thể review bên trong được không? Mời mọi người vô nhà review bên trong đi. Trong đây thì mới làm xong hôm nay. Thì mới dán một cái lá. Cái lá này là mình tự, cái kiểu là mình tự vẽ giống như cái bên kia vậy đó. Mình tự vẽ xong rồi á, mình lại dán trong đây cho nó đẹp lên. Tại vì á, mình thấy không có gì hết thì nó hơi chán một tí, cho nên mình sẽ dán này lên. Thì bức tranh này có ý nghĩa gì vậy Long Nhỏ Channel? Cái bức tranh này á, là về một cái loại xanh. Giống như là hôm bữa á, mình đã nói bên đây, đây là loại xanh virus và cũng là một loại xanh mạnh. Đây là cái loại xanh mà mình thích nhất luôn. Bức tranh này có giá bao nhiêu tiền dạ Long Nhỏ Channel? 9 tỷ. Có người kia đối giá 8 tỷ mà mình không bán. Ồ, 9 tỷ. 9 tỷ là có tương đương là 9 ngày. 9 ngày mình mới vẽ xong bức tranh này. Cho nên lúc đầu là mình chỉ vẽ cái đầu trước, xong rồi ngày thứ hai mình mới vẽ cái miệng, xong rồi ngày thứ ba mình mới vẽ mấy cái này, rồi con mắt, rồi áo, cổ, chân, rồi chiếc cổ chân nữa. Mấy bạn thấy đẹp thì nhớ để cho mình một like, một đăng ký nha, và một lượt chia sẻ nữa. Hello bạn, tạm biệt mấy bạn nha.